Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương, Thích Phước Huệ chủ biên, Phật pháp giao đời tập 1, giọng đọc sư cô Thích Nữ Liên Hiền. Mục lục bài 1: Cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của Phật tử. Bài 2: Giới thiệu đạo Phật. Bài 3: Giới thiệu đạo Phật tiếp theo. Bài 4: Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến thành đạo. Bài 5: Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp theo. Bài 6: Ý nghĩa thờ Phật, cúng Phật, lạy Phật. Bài 7: Bổn phận của người Phật tử tại gia. Bài 8: Quy y Tam Bảo. Bài 9: Năm nguyên tắc đạo đức. Bài 10: Du Lan Bồn, tuổi trẻ dấn thân. Thơ: Thích Phước Huệ. Nhạc: Vũ Ngọc Toản. Lời giới thiệu: việc chia sẻ những giá trị văn hóa đạo đức, hương vị an vui, chất liệu yêu thương và phát huy tể giác là trọng tâm chính của bộ giáo trình Phật pháp giao đời mà Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương biên soạn. Bộ giáo trình Phật pháp giao đời được bố cục theo trình tự rõ ràng như những bộ sách giáo khoa mà chúng ta đã từng được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trọn bộ giáo trình Phật pháp giao đời gồm 5 tập, mỗi tập có 10 bài học về Phật pháp, văn hóa, đạo đức, kinh nghiệm dấn thân, kỹ năng ứng xử, các tình huống trong cuộc sống. Sau phần bài học là lời khấn nguyện, câu hỏi ôn tập và sinh hoạt cộng đồng. Trong các bài học còn có nhiều hình ảnh nghệ thuật vui tươi, sống động được đính kèm nhằm gây ấn tượng cho các em thanh thiếu nhi khi tiếp cận lời Phật dạy. Đặc biệt mỗi quyển, ban biên soạn đưa thêm những nhạc phẩm mang âm điệu du dương phù hợp với nội dung của mỗi bài học, giúp mọi người cảm thấy vui tươi, phấn khởi hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với mọi cấp độ tâm lý độc giả. Chúng tôi nhận thấy tác phẩm không những có giá trị về mặt giáo dục đạo đức mà còn là một tập nhạc, truyện tranh với những hình ảnh nghệ thuật sáng tạo, bổ ích, chứa đựng nhiều giá trị an vui hạnh phúc, vượt lên trên các giá trị hạnh phúc thông thường. Thay mặt Ban Thường trực, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoằng pháp Trung ương, tôi xin tán thán Ban biên soạn đã thực hiện thành công bộ giáo trình Phật pháp giao đời. Đây là một bộ giáo trình đầu tiên dành cho tuổi trẻ Phật giáo tính đến giai đoạn hiện nay, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp nhằm hướng giới trẻ về con đường đạo đức, biết tôn sư trọng đạo hiếu thảo, là người công dân sống hữu ích thực sự cho gia đình nói riêng, cho đất nước nói chung trong hiện tại và tương lai. Trân trọng, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên Trung ương, thay lời tựa: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng mấy bạch chư tôn giáo phẩm hòa thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị thiện hữu tri thức và quý Phật tử gần xa, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương được thành lập hơn 10 năm, không ngoài mục đích mang những chân lý cao quý của Đức Phật đi vào cuộc đời, đến những vùng sâu, vùng xa để chia sẻ văn hóa tâm linh và đạo đức truyền thống của dân tộc cho tất cả mọi người. Trên tinh thần đó, Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã giao trách nhiệm cho Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương biên soạn hệ thống giáo lý căn bản. Vì thế chúng tôi quyết định thực hiện bộ giáo trình Phật pháp giao đời dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi thông qua các nội dung giáo dục, văn hóa, tâm linh, đạo đức, kỹ năng sống và sinh hoạt văn nghệ Phật giáo. Mục đích của ban biên soạn là giúp cho giới trẻ có cái nhìn mới hơn về đạo Phật để có niềm vui, lợi ích thật sự khi tiếp cận và thực hành theo lời Phật dạy. Bộ giáo trình Phật pháp giao đời
được cập nhật từ nhiều nguồn tài liệu, trong đó chủ yếu là bộ sách Phật học phổ thông do cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và một số tài liệu khác. Giáo trình này gồm 5 tập, mỗi tập 10 bài, được xem như bộ giáo lý căn bản cho thanh thiếu nhi Phật tử và những người mới tiếp cận Đạo Phật. Trình tự của giáo trình đi từ giáo lý căn bản, giới thiệu về lịch sử Đức Phật, nghi lễ Phật giáo, cho đến các chủ đề giáo lý nâng cao, giúp mọi người rút ra những bài học quý báu để áp dụng cho cuộc sống hàng ngày. Đồng thời ban biên soạn đưa vào mỗi bài học nhiều hình ảnh, nhạc phẩm minh họa cho những họa sĩ, nhạc sĩ, Phật tử, nhằm làm cho bài học nhẹ nhàng, sinh động hơn. Hy vọng giáo trình Phật Pháp vào đời sẽ góp một phần khiêm tốn trong việc truyền bá thông điệp Đức Phật của phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Trung ương, các tỉnh thành và câu lạc bộ Thanh Thiếu Nhi Phật Tử tại cơ sở tự viện trong cả nước. Mặc dù ban biên soạn đã đem hết sức tâm huyết để thực hiện, nhưng chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý, chia sẻ, ủng hộ của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị thiện hữu tri thức gần xa để bổ giáo trình mỗi ngày một hoàn thiện và phổ biến rộng rãi hơn. Cung kính thay mặt phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Trung ương, Phó trưởng phân ban thường trực Đại Đức Thích Phước Huệ. Bài 1. Cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của Phật tử. Một La Mã. Bài học một nhỏ. Cách chào hỏi và xưng hô. A. Chào hỏi. Hai tay chắp lại theo hình bắp sen ở trước ngực. Cúi mình và niệm Mô Phật và A Di Đà Phật. Trước khi thưa hỏi, phải đứng ngay ngắn, chắp tay và niệm Mô Phật và A Di Đà Phật. B. Xưng hô. Tăng ni là những vị thay thế Đức Phật truyền dạy giới đức cho mọi người, nên chúng ta phải gọi là thầy, cô, hoặc gọi theo giới phẩm: Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô. 2. Một số điều Phật tử cần biết khi lễ Phật, cầm kinh và tụng kinh. A. Lễ Phật. Trước khi lễ Phật, phải rửa mặt, tay, chân và súc miệng cho thật sạch. Khi lại Phật, đầu, hai tay và hai chân phải sát đất. B. Cầm kinh. Khi mang kinh, phải nâng trước ngực, không được cặp hai bên nách. C. Tụng kinh. Khi tụng kinh, phải chắp hai tay ngang. Khi tụng kinh, phải chắp hai tay ngay thẳng, trang nghiêm trước ngực, chú ý đọc theo vị chủ lễ và đọc thật rõ ràng. 3. Kết luận. Đây là một cử chỉ đẹp, có đạo đức, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của người Phật tử, nên chúng ta phải hết sức trân trọng và giữ gìn. Thành tâm tay chắp búp sen, tặng người một đóa an nhiên cõi lòng. Hay La Mã lời khấn nguyện: Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con rất vui mừng và sung sướng khi biết được những cách thức chào hỏi, những nghi lễ cần thiết của người Phật tử khi đến chùa. Những điều này sẽ giúp chúng con sống đẹp hơn, trang nghiêm hơn và tự tin hơn trong giao tiếp. Chúng con xin nguyện làm theo và đem những điều này chia sẻ với tất cả mọi người. Ba La Mã. Câu hỏi ôn tập. 1. Cách chào hỏi và xưng hô với chư vị tăng ni. 2. Khi lại Phật, cầm kinh hay tụng kinh phải như thế nào? 4. La Mã. Sinh hoạt, chắp tay chào nhau. Ý thơ: Thích Chân Tính. Nhạc: Vũ Ngọc Toản. Hương vị cuộc sống: trân trọng. Quen biết một người cần nhân duyên, hiểu rõ một người cần thời gian, qua lại với người cần chân thành, ở chung với người cần độ lượng,
sử dụng một người cần trí tuệ, cảm nhận một người cần tố chất, học hỏi người khác cần khiêm hạ. Bạn bè mà nói một đằng, làm một nẻo thì không nên gần. Bạn bè mà nói được, làm được mới đáng quý. Bạn bè mà nói thật, làm thật mới chân thành. Bạn bè mà nói giả, làm giả thì bỏ đi. Người chờ xuân đến cùng ngắm hoa, hãy khen ngợi họ. Người chờ hè đến tặng quạt mát, hãy đồng hành với họ. Người chờ thu đến thu hoạch giúp, không cần quá để ý đến họ. Người chờ đông đến tặng lò sưởi, nhất định phải biết trân trọng, giữ gìn. Trích Sống đời bình an. Ba điều giá trị. Ba điều trong đời một khi đã qua không thể lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội. Ba điều trong đời không được đánh mất: sự thanh thản, hy vọng, lòng trung thực. Ba thứ có giá trị nhất trong đời: tình yêu, lòng tự tin, bạn bè. Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: giấc mơ, thành công, tài sản. Ba điều làm nên giá trị một con người: siêng năng, chân thành, thành đạt. Ba điều trong đời làm hỏng một con người: trụ, lòng tự cao, sự giận dữ. Ba điều giúp ta hướng thượng suốt đời: học Phật, học Pháp, học Tăng. Bài 2. Giới thiệu Đạo Phật, một La Mã, bài học. 1. Ý nghĩa Đạo Phật. A. Chữ Đạo. Chữ Đạo có 3 nghĩa: Đạo là con đường, Đạo là bổn phận, Đạo là bản thể, là lý tánh tuyệt đối. B. Chữ Phật. Chữ Phật, Trung Hoa dịch là giác giả, là bậc đã giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn. Giác có 3 bậc: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. C. Chữ Đạo Phật. Đạo Phật là con đường chân chánh, hoàn toàn sáng suốt, giúp mọi người thấy được niềm vui và hạnh phúc. 2. Đạo Phật. A. Năm Đạo Phật xuất hiện. Đạo Phật có từ khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, tức năm 594 trước Tây Lịch, theo Phật giáo Bắc truyền. B. Vị khai sáng Đạo Phật. Người khai sáng ra Đạo Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày vốn là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Hay La Mã, lời khấn nguyện: kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài đã cho chúng con biết được Đạo Phật, con đường chân chánh, đưa chúng con đến chỗ an vui giải thoát. Chúng con xin nguyện làm theo và chia sẻ với mọi người để cùng nhau tiến bước trên con đường chân chánh ấy. Ba La Mã, câu hỏi ôn tập. 1. Chữ Đạo nghĩa là gì? 2. Chữ Phật nghĩa là gì? 3. Đạo Phật nghĩa là gì? 4. Đạo Phật có từ lúc nào? 5. Ai khai sáng ra Đạo Phật? 4. La Mã, sinh hoạt, niềm an vui, sáng tác Vũ Ngọc Toản. Hương vị cuộc sống bắt đầu từ chính mình. Đời người có 3 chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Trích Thả Trôi Phiền Muộn. Bài 3. Giới thiệu Đạo Phật. Tiếp theo, một La Mã, bài học. 1. Giáo lý của Đạo Phật.
giáo lý đạo Phật gồm ba tạng: kinh, luật và luận. A. Kinh là những lời Đức Phật đã dạy lúc còn tại thế. B. Luật là những nguyên tắc đạo đức Phật đã chế ra cho các đệ tử ngăn ngừa các điều dữ và tu tập các điều lành. C. Luận là những sách phần lớn do đệ tử Phật soạn ra để dạy rõ nghĩa lý màu nhiệm trong kinh. 2. Truyền bá của đạo Phật. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt khoảng 100 năm, giáo đoàn của Ngài chia làm hai nhóm: Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, và truyền bá giáo pháp của Ngài theo hai hướng. A. Nam truyền Phật giáo, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, là hướng truyền đạo của Thượng Tọa Bộ. B. Bắc truyền Phật giáo, còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, là hướng truyền đạo của Đại Chúng Bộ. 3. Những lợi ích của đạo Phật. Tinh thần từ bi của đạo Phật đã giúp nhân loại gần gũi, thương yêu nhau nhiều hơn. Nhờ có trí tuệ sáng suốt, đạo Phật đã giúp cho nhân loại bớt buồn phiền và đau khổ. 4. Kết luận. Đạo Phật là một con đường chân chánh, đưa tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tôn giáo, đến chỗ an vui giải thoát. Ba tạng, kinh, luật và luận là ba phương pháp chính để làm nên kết quả nhiệm màu này. Hay La Mã lời khấn nguyện: kính lạy Đức Thế Tôn, Người đã mở ra cho chúng con. Người đã mở ra cho chúng con đường giác ngộ, đưa mọi người đến bờ an vui giải thoát nhờ học hỏi và hành trì theo lời dạy của Ngài và chư tổ trong tạng kinh, luật, luận, mà chúng con có được một đời sống tâm linh sâu sắc, phong phú và tỉnh thức. Ba La Mã, câu hỏi ôn tập. 1. Giáo lý đạo Phật gồm những gì? Kể ra. 2. Sự truyền bá của đạo Phật như thế nào? 3. Sự xuất hiện của đạo Phật có những lợi ích gì cho cuộc đời? 4. La Mã sinh hoạt, Phật về, ý thơ, Quảng Từ Vân, nhạc, Vũ Ngọc Toản. Hương vị cuộc sống, chửi mắng và lời dạy của Đức Phật. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: không nên quan tâm chuyện thế gian, không nên loan truyền các tin đồn. Tại sao vậy? Bởi vì các chuyện thế gian thường là những chuyện thị phi, phải quấy, đúng sai, tranh chấp hơn thua. Còn các loại tin đồn thường là vô căn cứ, không xác thực, khó kiểm chứng được, chỉ làm hại thanh danh người khác. Tất cả đều làm cho tâm trí chính mình bất an, sao động, chẳng ích lợi gì. Khi còn tại thế, một lần Đức Phật đi giáo hóa dùng Bà La Môn. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Đức Phật nhiều quá nên ra đón đường Ngài để chửi. Đức Phật dẫn đi thông thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Đức Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn lại hỏi: Cô Đàm có điếc không? Ta không điếc. Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi? Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận, thì quà đấy về tay ai? Quà ấy về tôi chứ ai? Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi. Bạn đã thật sự hiểu trọn vẹn câu chuyện chửi mắng và lời dạy của Đức Phật. Người kêu tên Đức Phật chửi mà Ngài không nhận. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe để buồn, để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sanh Ngài không chấp, không buồn. Không ai có thể ngăn cản những lời buộc tội, những lời tường thực hay đồn đại sai lầm do những người cố ý hay ác ý. Thế gian này đầy chông gai và đá nhọn, nhưng nếu bắt buộc phải đi trên đó, không thể nào tránh né. Hơn nữa chúng ta không thể rời gai. Hơn nữa chúng ta không thể rời gai và dẹp đá được. Vì tốt hơn hết, chúng ta nên mang một đôi giày thật chắc,
và thận trọng đi từng bước. Đó chính là triết lý cao thượng vô cùng mà chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, suy tư cho thấu đáo, để khi gặp chuyện quỷ báng hay danh dự trên thế gian này, chúng ta vẫn giữ được tâm trí bình thản. Trích: cư trần lạc đạo, cư sĩ chánh trực. Cư sĩ chánh trực. Bài 4: Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến thành đạo. Một La Mã thành đạo. 1. Xuất thân của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là thái tử Thất Đạt Đa, họ Cô Đàm, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia ở nước Ca Tỳ La Vệ thuộc Ấn Độ cổ đại. 2. Ý nghĩa những từ chỉ sự ra đời của Đức Phật. Có 3 từ thường dùng để chỉ sự ra đời của Đức Phật. A. Đản sanh, sự ra đời vui vẻ, làm hân hoan tốt đẹp cho cõi đời. B. Thị hiện, hiện ra bằng xương, bằng thịt cho mọi người đều thấy được. C. Giáng sanh, từ một chỗ cao mà xuống một chỗ thấp để sinh ra. 3. Ngày tháng năm Đức Phật đản sanh và Niết Bàn. A. Đản sanh, Đức Phật đản sanh vào ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước công nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni, Lâm Bini, cách thành Ca Tỳ La Vệ, Kapilavastu, 25 km thuộc địa phận nước Nepal ngày nay. B. Niết Bàn, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trong rừng Tala sông Thọ ở thành Kautina Kusinaga vào ngày 15 tháng 2 âm lịch năm 544 trước công nguyên, ngày thọ 80 tuổi. Hay La Mã lời khấn nguyện: kính lại Đức Thế Tôn, Ngài đã thương xót chúng con mà thị hiện nơi cõi đời này. Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng con biết ý nghĩa cao quý về sự hiện hữu của Ngài trên cuộc đời này. Chúng con cố gắng học hỏi và chia sẻ với mọi người để cuộc sống thêm hạnh phúc và thế giới này ngày càng tươi đẹp hơn nhờ biết được những điều cao quý trên. Ba La Mã, câu hỏi ôn tập. 1. Cha và mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa là ai? 2. Những từ ngữ nào được dùng để chỉ sự ra đời của Đức Phật, ý nghĩa như thế nào? 3. Đức Phật đản sanh và nhập Niết Bàn ngày tháng năm nào, ở đâu, thọ bao nhiêu tuổi? 4. La Mã, sinh hoạt, mừng ngày khánh đản, nhạc, phủ ngọc toản, hương vị cuộc sống, con sư tử trọng pháp. Sau thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, tại xứ Ba La Nại có một hòn núi tên là Thiên Thánh Sơn. Trong núi thường có các vị Sa Môn Bích Chi Phật tu hành, thường thường có các loài cầm thú hay đến gần gũi để nghe thuyết pháp. Có một con sư tử tên là Kiên Thệ, lòng ánh sắc vàng, sức mạnh địch trên 1.000 con. Một khi sống lên thì chim bay phải rớt xuống, loài thú phải ẩn nấp sợ hãi. Một hôm sư tử Kiên Thệ gặp một vị Sa Môn Bích Chi Phật hoài nghi thanh tịnh, tâm sanh quan hỷ, nên thường ngày đến thân cận nghe tụng kinh và thuyết pháp. Lúc bấy giờ có một người thợ săn thấy sư tử có lông vàng nên muốn mua giết. Lộc gia dâng cho vua để lãnh thưởng. Người thợ săn nghĩ rằng con sư tử này là vua các loài thú, cung tên không thể hại, lưới bẫy không thể sập được. Chỉ có cách là giả dạng vị Sa Môn, chờ con sư tử quen thời lấy tên độc mà bắn. Nói đoạn liền cạo đầu, mạo hình Sa Môn, vào núi ngồi dưới một gốc cây. Lúc ấy con sư tử Kiên Thệ thấy vị Sa Môn liền vui mừng đến liếm chân quấn quýt một bên để nghe thuyết pháp. Người thợ săn dùng tên độc nhắm bắn, con sư tử bị trúng tên đau quá sống ngược lên, muốn nhảy tới vồ giết vị Sa Môn giả kia, nhưng lại nghĩ rằng
Người này đã mặc áo cà sa, là thứ biểu hiện của các đức Phật hiền thánh trong ba đời. Nay ta sát hại, thời không khó gì, nhưng tức là ta sát hại biểu tượng của các đức Phật. Nghĩ vậy bèn nuốt giận chịu đau. Một lát sau, thuốc độc ngấm dần, đau đớn quá, sư tử lại muốn nhảy tới vồ nát người thợ săn, nhưng lại nghĩ rằng nay ta vồ giết, thời không khó gì, nhưng ta sẽ bị các đức Phật vỡ trách, và làm người đời không thể phân biệt người lành kẻ ác. Người thợ săn độc ác âm mưu hại ta, nếu ta không nhẫn sẽ bị mọi người quán ghét, phiền não sẽ tăng trưởng. Phiền não tăng trưởng, thời sanh tử tăng trưởng, sanh tử tăng trưởng thời, sẽ sanh vào các chỗ hiểm địa. Sanh vào chỗ hiểm địa, thời rời xa bản lành, xa bản lành, thời không được nghe chánh pháp, không được nghe chánh pháp, thời mê mờ nghi loạn, mê mờ nghi loạn, thời không được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vậy ta nên quyết không khởi ác tâm. Nghĩ vậy sư tử liền nói bài kệ: nguyện tự chịu bỏ thân mạng, trọn đời không khởi ác tâm, hại người mặc áo ngoại sắc. Nguyện tự chịu bỏ thân mạng, trọn đời không khởi ác tâm, đối với các bậc xuất gia. Nói bài kệ xong liền ngã xuống chết. Người thợ săn cầm dao lột da sư tử đem về dâng vua. Nhưng khi vua nghe đầu đuôi câu chuyện, thấy rõ ác tâm của người thợ săn và rất cảm động trước lòng trọng tam bảo của con sư tử, bèn sai chém người thợ săn và đem xác con sư tử làm lễ trà tỳ, xem như một vị sa môn vậy. Sư tử kiên thệ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trích truyện tiền thân Đức Phật. Bài 5. Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tiếp theo, một La Mã. Bài học 1. Những sự kiện trước khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. A. Những ràng buộc của vua Tịnh Phạn đối với Thái tử. Vua Tịnh Phạn cho xây 3 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ để Thái tử thay đổi nơi ăn chốn ở theo mùa. Cưới công chúa, con vua Thiện Giác là Gia Du Đà La cho Thái tử, và nàng đã sanh được một người con là La Hầu La. B. Chứng kiến cảnh già, bệnh, chết và hình bóng một vị tu sĩ đến cửa đông, thấy một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tay điếc, lưng còng, đi từng bước ngã nghiêng không vững. Đến cửa nam, ngài thấy một người đang nằm bên giường kêu la đau đớn vì bệnh tật. Đến cửa tây, thấy người chết nằm trên đường, thân thể trương sình, mùi hôi nặc nồng, trông thật ghê sợ. Đến cửa bắc, gặp một vị tu sĩ tướng mạo trang nghiêm, điềm tĩnh thản nhiên, trông rất thông dong và tự tại đi ngang qua đường. C. Những điều kiện Thái tử đặt ra với vua Tịnh Phạn để xin xuất gia: giúp con trẻ mãi không già, giúp con khỏe mãi không bệnh, giúp con sống hoài không chết, giúp cho mọi người hết khổ. 2. Quá trình từ tìm đạo đến thành đạo của Đức Phật. Ngày 8 tháng 2 âm lịch, năm 19 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa dược thành xuất gia. Sau 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày tư duy thiền quán, ngài đã thành đạo dưới cội Bồ Đề vào ngày 8 tháng 12 âm lịch, năm 30 tuổi, khi sao mai vừa mọc. 3. Kết luận: già, bệnh, chết là điều không ai có thể tránh được, nên Thái tử Tất Đạt Đa đã phát tâm Bồ Đề rộng lớn, nguyện vì đời, vì nhân loại mà tu hành và thành đạo, đem lại lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Hay La Mã lời khấn nguyện: kính lạy Đức Thế Tôn, người đã cho chúng con thấy được sự thật của cuộc đời, đó là quy luật sanh, già, bệnh, chết và con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Chúng con xin nguyện mãi vững bước đi trên con đường giác ngộ, để có thể mang lại hạnh phúc cho mình và làm cho mọi người vơi bớt khổ đau.
Ba La Mã. Câu hỏi ôn tập 1. Những ràng buộc của vua Tịnh Phạn để ngăn trí xuất gia của Thái tử. 2. Những nguyên nhân khiến Thái tử xuất gia tìm đạo. 3. Thái tử đặt ra điều kiện gì với vua cha để xin xuất gia? 4. Quá trình tìm đạo và thành đạo của Đức Phật. 4. La Mã sinh hoạt. Lời tạm biệt của người tìm đạo. Nhạc Vũ Ngọc Toản. Hương vị cuộc sống. Cho xin hạt cải. Vị tỳ khu ni này đã có căn duyên sâu dày từ quá khứ, là cô công chúa thứ 5 trong 7 chị em trong nhiều truyện trước. Do phước báo bất đồng, cô sinh ra trong thời Đức Phật Gotama tại kinh thành Savatthi, ở một gia đình triệu phú bị sạt nghiệp, tài sản bị khánh tận nên đời sống vật chất vô cùng khó khăn. Từ nhỏ, cô tên là Gotami, nhưng do có một thân hình gầy gò, mảnh khảnh nên mọi người thường gọi là Kisa Gotami. Lớn lên, về nhà chồng, ngoại trừ được chồng thương yêu, còn mọi người ai cũng không ưa cô, khinh ghét cô là con nhà nghèo. Tuy nhiên, khi cô sinh ra một đứa bé trai kháo khỉnh, dễ thương, thì ai cũng thay đổi thái độ. Nhìn đứa bé biết đi, biết chạy, bụ bẩm, hồng hào, xinh đẹp, cô rất được an ủi, là niềm vui cho cô, niềm tự hào của cô. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm hồn, cô đã chớm nở một nỗi buồn. Trước đây họ khinh ghét ta, đối xử với ta không ra gì. Nhưng khi sinh cho họ một đứa bé trai mạnh khỏe, kháo khỉnh, đẹp như thiên thần, thì họ thay đổi thái độ. Hóa ra tâm địa con người như thế sao? Nhờ nuôi dưỡng chu đáo, nhờ sự chăm sóc tế nhị của người mẹ, đứa bé ngày càng ngoan ngoãn, dễ thương, được mọi người yêu quý, nâng bồng, cưng chiều như bảo vật. Riêng nàng, nàng biết rõ, nó chính là mạng sống thứ hai của nàng. Tuy nhiên, vô thường không vị nể một ai. Một căn bệnh cấp tính không rõ nguyên nhân đã cướp đi mạng sống của đứa trẻ. Như điên như cuồng, cô Kisa Gotami ẩm bồng sát đứa nhỏ trên tay, đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm nhờ người cứu chữa. Cô không tin nó đã thật sự chết. Ai cũng đưa mắt cám cảnh thương hại, nhưng thuốc nào có thể cứu được xác chết? Có một lão trượng, một người hiền, thoáng nhìn qua đã biết rõ cô gái trẻ vì thương con nên đã bấn loạn tâm thần, mỗi lời khuyên đều vô ích. Trên thế gian này có một người có thể cảm hóa, chuyển hóa trạng thái rối loạn tâm lý của cô được. Bèn nói: "Này con gái, hãy đi đến Đại Tịnh Xá Kỳ Viên, Đức Thế Tôn, bậc toàn giác ấy có khả năng làm được những điều kỳ diệu mà thế gian này không ai sánh bằng đâu. Ngài là bậc đại lương y đời nay đấy." Nghe lời, cô gái ôm sát con, hỏi đường đến Đại Tịnh Xá. Đức Phật đã biết rõ từ lâu lắm về cô gái đã trầm luân lưu lạc này, cho nên hôm đó Ngài đã cố ý chờ đợi. Khi cô gái khóc lóc thảm sầu, bi thương nhờ Đức Phật cho một phương thức thần để cứu con trai, thì Ngài sử dụng tâm từ bi rồi nói rằng: "Này Kisa Gotami, Như Lai cứu được con trai của con đấy, nhưng với một điều kiện." Cô gái nín thở, thôi khóc, đôi mắt mở lớn, chờ đợi. Thì Đức Phật nói tiếp: "Như Lai chỉ cần một nhúm hạt cải thôi, nhưng hạt cải ấy con phải đi xin từng nhà. Hạt cải nào ở trong gia đình nào không có người chết thì hạt cải ấy mới linh nghiệm, mới cứu sống nổi con trai của con." Thế là cô gái ẩm sát con trai, đi gõ cửa từng nhà, xin nhúm hạt cải trong gia đình không có người chết. Thì bên tai cô thường nghe
được những câu trả lời như sau: không có người chết à, chuyện mới lạ lùng. Cha tôi chết, mẹ tôi chết, cháu tôi chết. Mới đây thôi là đã 5-7 người chết trong gia đình này rồi. Hạt cải thì không thiếu, có thể giúp cô một nắm hạt cải giống cũng không sao. Nhưng mà này, con cái, cháu chắt nội ngoại trong cái gia đình này thì thiêu xác cả đống ngoài nghĩa địa kìa. Chỉ cần mấy hôm đi khắp thành phố là cô gái chợt sực tỉnh. Đâu cũng có người chết, chẳng có gia đình nào mà không có người chết. Đức Thế Tôn đã dạy ta rất tế nhị, rất là có ý vị để ta nhận chân sự thật của đời người. Nghĩ thế xong, cô gái lặng lẽ ôm sát con trai ra nghĩa địa, nhẹ nhàng đặt trên một bô cỏ. Tâm cô chìm lắng rất sâu, có lẽ cánh cửa huyền mật do căn duyên sâu dày từ quá khứ đã hé mở. Cô nhìn vào bên trong, cô nhìn ra thế gian, thế giới. Ngay khoảnh khắc ấy, sát na ấy, Đức Phật sử dụng năng lượng thần thông để giúp cô tỉnh táo hoàn toàn, sáng suốt hoàn toàn. Và cô đã thốt lên giữa hư không một bài kệ như sau: pháp này không dành riêng cho một làng, một xóm, một gia đình nào. Nó không thiên vị một ai, là chung cho nhân loại, súc sanh, ma dương, chư thiên và cả phạm thiên. Đó là pháp vô thường vậy. Trở lại kỳ duyên hoàn toàn với một con người mới rất tỉnh táo, cô quỳ sụp xuống chân Đức Phật, ngài hỏi: này Kisa Gotami, hạt cải đâu? Con đã tìm ra hạt cải trong gia đình không có người chết chưa? Bạch Đức Thế Tôn, hạt cải ấy, nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi, sứ mạng ấy đã hoàn tất. Con đã thấy rõ lý vô thường của đời người, xin Đức Đạo Sư chỉ dạy tiếp cho con. Đức Phật thuyết cho cô gái một thời pháp ngắn. Ngài nói với đại ý rằng: đi trên cuộc đời, sống trên cuộc đời, trên hành trình xuôi ngược, chúng sanh thường không có một mục đích chân thật nào cả. Chỗ nào cũng hư dối, không thật, chỗ nào cũng ảo giác, ảo vọng, chỗ nào cũng hư vô và bóng đêm, nên thường đau khổ trùng trùng. Là kẻ trí có con mắt sáng, khi mắt đã mở ra rồi, đã thấy một phần sự thật rồi, thì chỉ còn cần tinh tấn nỗ lực để lên đường. Biết bao kẻ ngu si thu nhặt hoa của dục lạc, thu nhặt hương của dục lạc, thu nhặt những đối tượng khả ý, khả ái, khả lạc. Nếu cứ đắm say, đam luyến, tham nhiễm trên lộ trình thì tử thần sẽ không tha lưỡi hái cho người ấy. Một lúc nào đó, sự chết, sự đau khổ, sự thống khổ sẽ như một cơn lũ lớn cuốn phăng cả một ngôi làng đang say ngủ. Lời và ý của đoạn thuyết giảng ấy được tóm tắt trong bài kệ sau đây: ai còn thu nhặt hoa hương, đắm say tham nhiễm bên đường biết hay, tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Câu kệ chấm dứt. Cô gái Kisa Gotami đắc quả nhập lưu và xin xuất gia. Cô đi vòng về hướng tay phải quanh Đức Phật ba vòng, đảnh lễ ngài như đảnh lễ người trong nàng sự sống lần thứ hai, sống trong giáo pháp thanh tịnh. Đức Phật gửi cô sang ni viện cho thọ đại giới, và cô đã tu tập rất tinh cần. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã đi qua các tầng thiền định, và trong lúc cô đang tinh cần thiền quán thì cô nghe được lời Đức Phật bằng khả năng thắng trí đã thốt bên tai cô rằng: trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Thế là cô đã thành tựu sốt ráo, cú cánh phạm hạnh nhẹ nhàng như dòng nước tự động trôi chảy khi lực đẩy đã có đà, và những thắng trí dường như cũng tự động tìm đến mà không qua một kiên trì kịch liệt nào. Cũng như các vị công chúa khác, cô thấy rõ mình có căn duyên từ thời Đức
chánh đẳng chánh giác. Padumuttara, từ thời Đức Phật, Kassapa ra sao và hiện nay họ đã hội ngộ một cách ngoạn mục trong giáo pháp này. Cô còn biết cả sáu người đều đắc quả A-la-hán, thánh trí cùng những khả năng khác nhau trên lộ trình hoằng pháp. Nhờ vậy, giáo hội mới trở nên phong phú, lắm hoa hương, đa sắc màu để phục vụ chúng sanh. Riêng cô công chúa Úc Visakha chưa rốt ráo phạm hạnh, nhưng vị thế của cô, vai trò của cô, sứ mạng của cô lại càng phi diệu, thù thắng hơn, khó đo đạt và không thể tỷ lượng vậy. Kisa Gotami, chỉ một lần sinh nở, chỉ một lần mất con mà cô đã cảm nhận rất sâu sắc toàn bộ cuộc tử sinh, toàn bộ sự thống khổ của trần gian, nên những lời pháp của cô thường dễ tác động vào lòng người, giúp họ trở về với đức tin chân chánh, sống có giáo pháp. Sau này, Tỳ Khuni Kisa Gotami được biết đến như một người sống hạnh tri túc, tri chỉ quá nghiêm túc và khắc khổ, từ vật thực sàng tọa cho đến cả ba y. Cô luôn luôn đi ra với các nghĩa địa lượm tìm những vải bó tử thi dầu thô, dầu mịn không cần thiết, rồi tự tay mình may cắt, tự giá, tự đắp những tấm cà sa cho mình, trông rất xấu và thô vụng. Vị Tỳ Khuni này đã được Đức Phật tuyên dương trước hội chúng ni là đệ nhất về hạnh mặc y thô tháo, thì thật là chính danh vậy. Minh Đức Triều Tâm Ảnh cúi đầu tay chấp con kính lễ Thế Tôn Ngài Vô Thượng Năng Nhân, giúp chúng sanh bỏ hết giận hờn, cho thế giới an bình mãi mãi. Thích Phước Huệ. Bài 6, ý nghĩa thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật. Một La Mã, bài học. 1. Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật. A. Thờ Phật, an trí và tôn thờ một vị Phật. B. Lạy Phật, đảnh lễ một vị Phật nào đó. C. Cúng Phật, đem hương, hoa, dâng lên cúng dường Phật. Nói đủ là tam bảo. 2. Vì sao chúng ta lại thờ, lại và cúng Phật? A. Thờ Phật, thờ Phật là thể hiện lòng tôn kính và biết ơn một bậc thầy đã hy sinh hạnh phúc cá nhân mình và đi tìm chân lý, giúp mọi người an vui và hạnh phúc. B. Lạy Phật, chúng ta đảnh lễ Phật là để tỏ lòng kính ngưỡng mộ, tôn thờ một bậc tối thượng với đầy đủ bi, trí, dũng. C. Cúng Phật, nói đúng nghĩa là cúng dường tam bảo gồm ba phần Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường cũng có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Cúng dường Phật bảo để chúng ta được kết duyên lành với Phật, hình dung rõ hơn về cuộc đời của Ngài để học và hành theo con đường tốt đẹp. Cúng dường Pháp bảo vì Pháp Phật dạy chúng ta an lạc và hạnh phúc ngay trong hiện tại, nên phải bảo vệ, giữ gìn và chia sẻ với tất cả mọi người. Cúng dường Tăng bảo nhằm tạo duyên để tăng ni tu học, tạo điều kiện thuận lợi cho các vị ấy truyền dạy đạo đức cho mọi người. 3. Lợi ích việc thờ, lại và cúng Phật. A. Thờ Phật, giúp chúng ta có một chỗ nương tựa vững chắc về đạo đức và tâm linh. B. Lại Phật, giúp mọi người dần dần tiêu trừ tâm cống cao ngã mạn, sống an lạc và hạnh phúc với mọi người. C. Cúng Phật để gieo trồng quả phúc đức cho chính mình và những người thân trong hiện tại và tương lai. 4. Kết luận, thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật là những nhịp làm căn bản của mỗi người Phật tử tại gia đều phải biết và thực hành nghiêm túc. Từ đó người Phật tử sẽ có đời sống tâm linh vững chắc, sống an lạc và hạnh phúc. Hay La Mã, lời khấn nguyện kính lạy Đức Thế Tôn,
Chúng con xin nguyện sống một đời đơn giản và khiêm hạ, trên biết tôn thờ Đức Phật, chư tổ và ông bà cha mẹ, giới biết thương yêu, san sẻ và sống chung an lạc với tất cả mọi người, ngưỡng mong chư Phật thường trú trong mười phương, chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ba La Mã, câu hỏi ôn tập. 1. Vì sao cần phải thờ Phật? 2. Vì sao cần phải lạy Phật? 3. Vì sao cần phải cúng Phật, Pháp, Tăng? 4. Nêu những lợi ích của việc thờ, lạy và cúng Phật. 4. La Mã, sinh hoạt. Phật đang trong ta. Nhạc Vũ Ngọc Toản, hương vị cuộc sống. Câu chuyện về nàng thiếu nữ dâng bát sữa cúng dường Đức Phật. Có một lần trên đường tầm đạo, sau khi theo đuổi con đường tu khổ hạnh, một ngày nọ Phật kiệt sức, ngài được một cô thiếu nữ Susata đến dâng cho một bát cháo sữa. Sau khi dùng xong bát cháo sữa ấy, Phật lấy lại sức khỏe. Ngài hỏi cô Susata: "Hôm nay ta nhờ bát cháo sữa của ngài mà ta được mạnh khỏe như xưa, công ơn ấy ta biết lấy gì đền đáp lại cho người?" Cô Susata đáp: "Thưa ngài, lòng con là một đóa hoa lan nhỏ bé, chỉ vài giọt sương mai là đủ để tươi thắm rồi. Con không có một mong ước tham cầu nào hết. Con sống không đòi hỏi, cũng không từ chối, thản nhiên nhận lấy mọi việc không may xảy đến cho con. Không oán trách, cũng không trốn tránh, nhưng bao giờ con cũng tin chắc rằng những điều xảy đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Vì như con đã thấy, những việc ác sẽ gây họa và những việc thiện sẽ gây phúc. Một hạt giống tốt sẽ mang lại một chuỗi hạt lúa vàng. Luật sống của con chỉ tóm tắt trong hai điều này mà thôi: bớt dục vọng và thêm tình thương." Đức Phật mỉm cười bảo: "Những gì người nói rất đích đáng. Sự hiểu biết của người không cần kinh sách. Người đi trúng đường không cần ai chỉ bảo. Như con bồ câu bay trúng hướng một cách tự nhiên, nhưng trong nhân loại nếm được mấy người hiểu và sống như thế. Và biết bao người cần phải có kẻ chỉ dẫn. Chính vì thế mà ta đi tìm đạo. Thôi người hãy về đi, ta chúc người làm tròn phận sự của người. Còn ta sẽ làm tròn phận sự của kẻ đi tìm phương giải thoát cho nhân loại." Trích Ánh Đạo Vàng, Võ Đình Cường. Hai tay nâng lấy nụ cười, tặng cho bạn đó hỡi người hữu duyên, thích phước huệ. Bài 7. Bổn phận của người Phật tử tại gia. Một La Mã, bài học. 1. Bổn phận đối với chính mình. A. Học và thực hành những lời Phật dạy. B. Vân giữ 5 nguyên tắc đạo đức. C. Biết sám hối khắc phục và sửa đổi lỗi lầm đã vô tình hay cố ý gây ra cho bản thân và người xung quanh. D. Làm những điều thiện giúp đỡ mọi người. E. Khi đến chùa nên chọn trang phục kín đáo hoặc pháp phục dành cho Phật tử nhằm thể hiện nếp sống giản dị thanh cao. 2. Bổn phận đối với gia đình, quyến thuộc. A. Hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ. B. Thương yêu và giúp đỡ bà con, cô bác, anh chị em. Hai bổn phận còn lại dành cho người lớn. C. Sống chung thủy với vợ hay chồng. D. Phải chăm sóc nuôi dạy con cái nên người. 3. Bổn phận đối với người ngoài gia đình. A. Phải cầu học với chư tăng ni những ý sâu xa về đạo lý mà mình chưa hiểu. B. Đối với thầy cô phải kính mến và dâng lời. C. Cùng những người bạn tốt chia sẻ kinh nghiệm học hành, giúp đỡ bạn bè cùng nhau vươn lên. 4. Kết luận. Trong xã hội, những bổn phận vừa nêu giúp mọi người hoàn thiện về nhân cách. Trong gia đình,
Đây là những người con hiếu thảo với cha mẹ, là người anh em, người chị gương mẫu với các em. Hay La Mã lời khấn nguyện: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con nguyện sẽ hoàn thiện bản thân mình về đạo đức, trên hiếu kính với ông bà, cha mẹ, dưới biết thương yêu giúp đỡ mọi người. Chúng con lại nguyện sẽ học hỏi để mỗi ngày hiểu rõ hơn nguồn giáo lý nhiệm màu và chia sẻ với tất cả bạn bè, thân quen, làm cho cuộc sống ngày một thăng hoa, xã hội ngày thêm tốt đẹp. Ba La Mã, câu hỏi ôn tập. 1. Người Phật tử tại gia có mấy bổn phận? 2. Đối với chính mình, người Phật tử tại gia có bao nhiêu bổn phận? 3. Đối với gia đình quyến thuộc, người Phật tử tại gia có bao nhiêu bổn phận? 4. Đối với người ngoài gia đình, người Phật tử tại gia có bao nhiêu bổn phận? 4. La Mã, sinh hoạt, trò chơi, giường trúy tệ, chuẩn bị, mỗi em một tờ giấy và cây viết, cách chơi. Sau khi còi hiệu, thầy, cô sẽ hô một mẫu tự, ví dụ B, thì tất cả các em viết chữ nào bắt đầu bằng chữ P, ví dụ Phật, Pháp. Khi thầy cô thổi hồi thứ hai, sau 3 phút, các em ngừng viết ngay. Thầy cô chỉ định bất kỳ một em nào đó ra giữa dòng và đọc lên. Khi nghe xong, em nào có chữ trùng với bạn thì gạch bỏ đi. Khi em đã đọc xong, cuối cùng đếm tất cả những gì không bị loại. Em nào còn nhiều chữ hơn là thắng, xứng đáng bước vào giường trí tệ. Hương vị cuộc sống, hãy sống tùy duyên cho đúng nghĩa. Thời gian bạn xuất hiện trên cuộc đời là hữu hạn. Mỗi ngày đi qua sẽ đưa chúng ta đến gần một nơi mà đại đa số thường quên hoặc không thích nghĩ đến, đó là cửa tử. Tuổi thọ là hữu hạn, công việc là vô hạn. Hãy tự điều chỉnh lại cho cân bằng với cuộc đời của mình trước khi quá muộn. Hãy buông bỏ bớt thị phi, hơn thua và ganh tị, vạch lá tìm những thứ vô bổ, để rồi khi nhìn lại cảm thấy hối tiếc cũng muộn rồi. Sinh ra được thân người hoàn thiện như ta đang có là hiếm lắm. Hãy để những ngày còn lại của bạn thật sự sống trong an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Hành trình của một kiếp người dài và ngắn tùy theo cách nhìn của từng cá nhân mỗi người. Hãy chọn cho mình một góc nhìn tốt nhất. Đối diện và giao tiếp với mọi người xung quanh ta là điều không thể tránh. Đừng cố né tránh, hãy uyển chuyển mà sống cho thật nhẹ nhàng, tùy duyên. Đừng cố sống bất chấp, như mình chẳng bao giờ chết, để khi sức tàn lực kiệt lại hối tiếc rằng mình chưa bao giờ thực sự sống đúng nghĩa của đời mình. Bài 8. Quy Tam Bảo. 1. La Mã, bài học. 1. Ý nghĩa của chữ Quy Tam Bảo. A. Ý nghĩa chữ Quy. Quy là quay về, Y là nương tựa. Chữ Quy có nghĩa là quay về nương tựa, là kính vâng phục tùng. B. Ý nghĩa chữ Tam Bảo. Tam là ba, bảo là quý báu. Tam Bảo là ba ngôi quý báu Phật, Pháp, Tăng. Phật, bậc đã sáng suốt hoàn toàn trên ba phương diện: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Pháp, những lời Phật dạy có công năng giúp mọi người dứt khổ được vui. Tăng là một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh. C. Ý nghĩa chữ Quy Y Tam Bảo. Quy Y Tam Bảo là vây về nương tựa ba ngôi báo Phật, Pháp và Tăng. 2. Vì sao phải Quy Y Tam Bảo? A. Vì sao Quy Y Phật? Vì Phật là người hoàn toàn sáng suốt, là người dẫn đường vĩ đại nhất. Tự thân đã thể nghiệm được con đường thoát khỏi dòng. Tự thân đã thể nghiệm được con đường thoát khỏi dòng sanh tử. B. Vì sao quy y Pháp? Vì lời Phật dạy có đủ công năng đưa chúng sanh qua khỏi biển khổ sanh tử, bến bờ giải thoát an vui. C. Vì sao quy y Tăng? Vì Tăng là một đoàn thể tỉnh thức,
thanh tịnh, hòa hợp, mang giáo lý của Đức Phật làm lợi ích cho mọi người. 3. Lợi ích của việc quy y Tam Bảo. Nếu một người đã quy y Tam Bảo, hành trì theo lời Phật dạy, sống chung hòa hợp với mọi người, thì không bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 4. Kết luận, Phật, Pháp và Tăng là ba ngôi báo của một người cần phải vay về nương tựa. Quy Tam Bảo rồi, chúng ta sẽ tự tin hơn, hành xử đẹp hơn trong cuộc sống. 2. La Mã, lời khấn nguyện. Kính lại Đức Thế Tôn, thật may mắn và diễm phúc khi chúng con có được một chỗ để quay về và nương tựa vô cùng vững chắc. Đó là ba ngôi báo, Phật, Pháp và Tăng. Chúng con xin nguyện suốt đời nương theo gương lành của Ngài để chuyển hóa khổ đau cho mình và không gieo rắc nỗi khổ niềm đau cho người khác. Ba La Mã, câu hỏi ôn tập. 1. Quy y nghĩa là gì? 2. Tam Bảo nghĩa là gì? 3. Quy y Tam Bảo là thế nào? 4. Tại sao phải quy y Tam Bảo? 5. Lợi ích của sự quy y Tam Bảo là gì? 4. La Mã, sinh hoạt. 12. Vui, sáng tác Vũ Ngọc Toản. Hương vị cuộc sống. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính, làm người không thể độc ác vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ những khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Trích: Thả trôi phiền muộn. Đến cửa từ bi lòng buông xả, ra về quan hỷ, lượng bao dung, tích phước huệ. Bài 9. Năm nguyên tắc đạo đức. 1. La Mã, bài học. 1. Định nghĩa. Năm nguyên tắc đạo đức là những đạo lý mà Đức Phật đã chế ra để ngăn những ý nghĩa ác, lời nói chẳng lành và việc làm bất chánh. 2. Năm nguyên tắc đạo đức. A. Không sát sanh. Không được giết hại sanh mạng từ loài người cho đến loài vật. B. Không trộm cướp, là không được lấy bất cứ vật dụng gì của người khi chưa được sự đồng ý của họ. C. Không tà dâm, phải sống chung thủy với vợ, chồng của mình. D. Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. E. Không uống rượu, không sử dụng những thứ có chất gây sai, nghiện hoặc chất gây độc hại. 3. Lợi ích của việc dân giữ năm nguyên tắc đạo đức. A. Lợi ích của việc không sát sanh, lòng mình không bức rứt, hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng, thảnh thơi, giấc ngủ an lành. B. Lợi ích của việc không trộm cắp, hiện tại sống được an ổn, không bị giam cầm, tù tội, đến đâu cũng được người đời quý mến, tin cậy. C.
lợi ích của việc không tà dâm, trọn đời được người kính trọng, gia đình và xã hội được yên vui hạnh phúc. D. Lợi ích của việc không nói dối, được mọi người kính nể, tin cậy, gia đình hòa hợp, tin yêu. E. Lợi ích của việc không uống rượu, tinh thần luôn được sáng suốt, tránh được 10 điều tai hại do chất say nghiện gây ra, gia đình hạnh phúc, xã hội yên bình. 4. Kết luận, năm giới là xuyên mối đạo đức cho tất cả mọi người, xã hội. Nếu ai ai cũng phân giữ năm giới một cách nghiêm túc, thì thế giới sẽ thái bình thịnh trị, người người được yên ổn vui tươi. Hay La Mã, lời khấn nguyện, kính lại Đức Thế Tôn. Nhờ Ngài mà con biết được năm nguyên tắc đạo đức là cội nguồn của an bình hạnh phúc. Chúng con nguyện sẽ không sát hại sanh mạng của chúng sanh, không tham lam bốc lột công sức của người, không lén lút làm việc tà dâm, không nói những lời gây chia rẽ thù hằn, không tiếp nhận những chất gây sai, gây nghiện, mê mờ, u tối, để chúng con cùng mọi người có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Ba La Mã. Câu hỏi ôn tập. 1. Năm nguyên tắc đạo đức là gì? 2. Thế nào là không sát sanh? Được lợi ích gì? 3. Thế nào là không trộm cắp? Được lợi ích gì? 4. Không được tà dâm là như thế nào? Được lợi ích gì? 5. Thế nào là không nói dối? Được lợi ích gì? 6. Thế nào là không uống rượu? Được lợi ích gì? 4. La Mã, sinh hoạt, nương tựa, tam bảo. Tác giả Vũ Ngọc Toản. Hương vị cuộc sống. Để cuộc sống vui vẻ hơn, muốn cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư, toan tính, quá giải hận thù. Người đời như một làn khói tỏ, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản, cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể, dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân, cùng bạn hữu, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Trích Thả Trôi Phiền Muộn. Công cha vĩ đại ở đời ai tả hết, nghĩa mẹ muôn trùng sao có thể đong đo. Thích Phước Huệ. Bài 10 Du Lan Bồn. 1. La Mã, bài học. 1. Định nghĩa. Du Lan Bồn, người Trung Hoa dịch là giải đảo quyền. Nghĩa đen là cởi trói, người bị treo ngược. Nghĩa bóng là cứu vớt, những người đau khổ nặng nề, như đang bị treo ngược. 2. Nguyên nhân và ý nghĩa Phật dạy Pháp Du Lan Bồn. A. Nguyên nhân Phật chế Pháp Du Lan Bồn, đáp lời thỉnh cầu của tôn giả Mục Kiền Liên, nên Đức Thế Tôn đã chỉ dạy phương pháp cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ địa ngục. B. Ý nghĩa Pháp Du Lan Bồn. Pháp Du Lan Bồn giúp người chết được siêu thoát và người sống được vui vẻ, tuổi thọ tăng trưởng. 3. Sự hiếu thảo đối với cha mẹ và cách thức cúng dường. A. Sự hiếu thảo với cha mẹ. Sự hiếu thảo với cha mẹ có 4 phương pháp: hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh và hiếu đạo. B. Cách cúng dường. Sau khi đã sắm sanh các vật dụng cá nhân và thức ăn, trai chủ thiết lễ trai tăng, cầu thỉnh chư tăng ni chứng minh và chú nguyện cho vong linh ông bà, cha mẹ được thoát khỏi cảnh khổ. 4. Kết luận. Pháp Du Lan Bồn chính là một trong những phương pháp đền ơn và trả ơn đối với ông bà, cha mẹ còn sống cũng như đã mất, tốt nhất trong đạo Phật. Hay La Mã, lời khấn nguyện. Kính lại Đức Thế Tôn, người đã chỉ cho chúng con biết phương pháp báo đền công ơn cha mẹ, chúng con xin nguyện sẽ dâng làm để đền đáp công ơn.
Sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng con xin nguyện chia sẻ những lời dạy quý báu này đến người thân, bạn bè và những người quanh con, để tất cả gia đình đều được an vui hạnh phúc. Ba La Mã, câu hỏi ôn tập. 1. Hãy định nghĩa chữ Du Lan Bồn. 2. Nguyên nhân Phật dạy Pháp Du Lan Bồn là gì? 3. Tại sao Du Lan lại tổ chức vào tháng 7? 4. Cách cúng dường lễ Vu Lan Bồn như thế nào? 5. Lợi ích của Pháp Du Lan Bồn là gì? 6. Hiếu thảo với cha mẹ được có bao nhiêu phương pháp? 4. La Mã sinh hoạt Hoa hồng mùa Du Lan. Thơ Hạnh Phương. Nhạc Vũ Ngọc Toản. Hương vị cuộc sống. Thư gửi những người con. Khi cha mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ, bởi vì đó là lúc cha mẹ cần những người bên cạnh nhất. Cũng như các con khi còn nhỏ, được cha mẹ ân cần chăm sóc mỗi lúc mỗi nơi. Khi cha mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy, lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm, canh. Cũng mong con đừng phiền lòng, hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ, con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy. Khi cha mẹ già yếu, dù đi đứng loạn choạng bất tiện, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng. Cũng như con hồi nhỏ, thích được cha mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày. Cha mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang... Cha mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lặp lại từ đầu cho chắc. Hãy cho cha mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra, cha mẹ nói gì không quan trọng đâu. Điều chúng ta muốn là có người lắng nghe con ạ. Khi cha mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào ban sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời như con lúc nhỏ. Cứ đòi cha mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ. Thì cha mẹ già yếu rồi, nhưng thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề như khi con còn nhỏ dạy. Hãy mở lòng và cảm thông con nhé, vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của bậc làm phụ huynh lâu năm. Khi cha mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tai, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời có cái chết nhẹ tựa long hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá. Nếu thật sự là người con hiếu thảo thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu. Khi cha mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, nhưng có gì phải tiếc nuối nữa. Cha mẹ ra đi mang theo tấm lòng hiếu thuận của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia. Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực bội khi họ cần đến. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già, già yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút bạn nhé. Trích: Thả trôi phiền muộn.